thưa quý vị, Tesla sẽ trả lương cho nhân viên Ukraine tối đa là 3 tháng nếu họ tham gia vào cuộc chiến đấu. Các nhân viên Tesla người Ukraine được yêu cầu là trở lại, trở về và bảo vệ đất nước của họ và sẽ được trả ít nhất là 3 tháng lương theo một email mà công ty Tesla đã gửi vào ngày thứ hai cho các nhân viên thuộc khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Qua email thì không rõ liệu lợi ích này có được mở rộng cho nhân viên ở Bắc Mỹ và các nơi khác hay không. Được biết sau 3 tháng này thì Tesla sẽ có kế hoạch đánh giá lại cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như tình hình nhân viên của họ để quyết định những gì cần làm thêm tiếp theo. Trong email vào ngày thứ hai vừa qua được gửi vào ngày thứ 12 sau khi Nga đã tấn công Ukraine. Các nhân viên Tesla cũng đã được ca ngợi vì đã giúp SpaceX, một một liên doanh hàng không vũ trụ cũng do tỷ phú CEO của Tesla là ông Elon Musk dẫn đầu, đưa dịch vụ internet vệ tinh Starlink tới với Ukraine. Trong số các thứ khác thì nhóm năng lượng của Tesla đã lắp ráp và cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium ion được gọi là Tesla Powerwall để chạy thiết bị Starlink tại Ukraine. Mặc dù Tesla không hoạt động ở Ukraine, nhưng công ty cho biết trong email rằng hiện nay có khoảng 5.000 chủ sở hữu Tesla tại quốc gia này và những người lái xe EV khác có thể được sạc xe miễn phí tại một số trạm supercharger của họ tại Ba Lan, Hungary và Slovakia. Tesla đã không đơn độc trong việc điều hướng các tác động tới nhân viên cũng như doanh nghiệp của chính mình sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các nhà sản xuất ô tô như là General Motors và Ford ở Hoa Kỳ cũng đã nhanh chóng đình chỉ các hoạt động kinh doanh của họ tại Nga sau khi đất nước này xâm lược Ukraine. Hiện nay, Tesla đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.